nha, cứ mạnh nha, cứ mạnh nha. Em muốn kiểu cho ao. Đây, kiểu kìa, cứ mạnh nha. Thế vậy nào? Không được đúng không? Tập đúng không? Không được đúng không? Em quên được không? Không quên được không? Tập lại nha. Chào mừng nữa nha. Hay quá vậy. Sáu cái là một từ liên hoàn cũng nhẹ đấy. Kiểm tra, kiểm tra. Mình được kiểm tra từng cái một đúng không? Kiểm tra. Kiểm tra tiếp đúng không? Chậm nhá. Không có gì nữa. Vì em nắm hai tay này chưa? Chỗ này không? Chỗ này lành phải đúng không? Tiếp tục, em nắm lại. Tiếp tục, em nắm hai cái luôn. Hai cái, sắp vào nhau. Hay quá anh Duy ơi. Xin quý vị rất nhiều. Tiếp tục gặp mọi em xuống để tiếp tục thưởng thức tiết mục thứ hai của cuộc thi ạ. Dạ, xin cảm ơn. Dạ. Quý vị thân mến, và để kết nối chương trình, chúng ta sẽ cùng đến